Xin chào quý nhà đầu tư của EZFIN, thì quay trở lại cái phần cuối cùng là phân tích định giá ngân hàng nhỏ triển vọng nhất Việt Nam. Thì ngân hàng đó thì chúng tôi cho rằng đó chính là ngân hàng Tiên Phong Bank. Thì nội dung chính của chúng tôi gồm 4 phần như sau. Một là tổng quan về ngân hàng Tiên Phong Bank. Hai là lợi thế cạnh tranh của Tiên Phong Bank. Ba là dự báo và định giá cổ phiếu Tiên Phong Bank. Bốn là kết luận và khuyến nghị đầu tư. Đầu tiên là về tổng quan về ngân hàng Tiên Phong Bank, thì đây là một ngân hàng thương mại cổ phần rất trẻ, được thành lập từ tháng 5 2008, ngay giữa khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Do cái đề án thành lập ngân hàng này nó sẽ đã có từ trước đó rất lâu, chứ không phải là khi xảy ra khủng hoảng thì họ mới lập đề án và mới được thành lập. Thì cổ đông chủ chốt khi đó là FPT và một số tập đoàn tài chính hàng đầu ở Việt Nam. Thì quả trải qua nhiều khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua năm 2011, thì do Tiên Phong Bank đã lọt vào danh sách 9 ngân hàng yếu kém bắt buộc phải tái cấu trúc. Thì thật bất ngờ lúc đó Doji đã nhờ bán Diana cho đối tác Unicharm của Nhật Bản đã thu được khoảng độ gần 100 triệu đô, tức là khoảng độ 2.000 tỷ, và đã mua 20% cổ phiếu Tiên Phong Bank và chính thức trở thành cổ đông lớn nhất tham gia vào tái cơ cấu. Và chỉ 2 năm sau khi Doji tham gia thì Tiên Phong Bank đã được tái cơ cấu rất thành công. Và đây là một điển hình của ngân hàng từ xác chết sống dậy, rất mạnh mẽ và thay đổi mình hoàn toàn sau vài năm. Thì đến nay sau hơn 12 năm đi vào hoạt động thì Tiên Phong Bank được nhìn nhận là một ngân hàng trẻ, năng động và đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh của mình, dưới sự hỗ trợ của các cổ đông lớn đầy tiềm năng về nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không chỉ có một khía cạnh về công nghệ như FPT ngày xưa. Đó là Doji, FPT và SBI Holding, đó là những cái cổ đông rất mạnh. Thì vốn hóa của Tiên Phong Bank hiện nay là khoảng độ hơn 2 tỷ đô, 27.000 tỷ, khoảng hơn 1,2 tỷ đô. Đó. Tiếp theo, về lợi thế cạnh tranh của Tiên Phong Bank thì chúng tôi cho rằng đây cũng cùng với Techcombank là một ngân hàng đi đầu trong ứng dụng công nghệ và hoạt động kinh doanh. Thì Tiên Phong Bank ứng dụng công nghệ rất mạnh với cái hệ thống e-banking. Họ mong muốn là sử dụng cái sức mạnh công nghệ để cạnh tranh, chứ không phải là mạng lưới. Bởi vì nếu sử dụng mạng lưới thì Tiên Phong Bank hoàn toàn không có cửa so với các ngân hàng đi trước. Đúng không? Thì có thể nói là về tổng thể thì Tiên Phong Bank không kém Techcombank là mấy đâu. Có một số cái nó còn đi đầu thị trường, còn vượt qua cơ. Ví dụ như Live Bank chẳng hạn. Thì quý vị có thể là đến đấy lộp gửi tiền ngay tại các cái cây. Rất là tự động từ rất lâu rồi cơ. Không cần phải đến. Rồi là quý vị có thể in được thẻ, làm được thẻ của quý vị ngay ở những cái nơi đó. Do đó nó có thể trong tương lai nó sẽ đi đầu và tiết kiệm được rất nhiều chi phí, cũng như thu hút được rất nhiều khách hàng trẻ cần năng động, và họ là những người ít thời gian, họ cần cái sự nhanh nhẹn. Nhờ có công nghệ thì tăng trưởng tín dụng của Tiên Phong Bank rất nhanh và mạnh, trong khi hệ thống thì không cần nhiều. Thì minh chứng đó là năm 2020 này thì tăng trưởng tín dụng của Tiên Phong Bank lên đến 30%. Các năm trước cũng thế, tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ, thường gấp 2,5 lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành ngân hàng. Và nó lớn nhanh như thổi, có thể nói là Tiên Phong Bank lớn nhanh như thổi. Tiếp theo là lợi thế về văn hóa doanh nghiệp thì mạnh, dẫn dắt sự phát triển của Tiên Phong Bank trong tương lai rất mạnh mẽ. Có thể nói Doji chính là cổ đông đã hồi sinh và mang lại sức sống cho Tiên Phong Bank trong cái thời gian khó khăn hồi 2011-2013. Thì từ nhận diện thương hiệu ngày xưa rất nhạt nhòa đến hình ảnh thương hiệu mới của Tiên Phong Bank bây giờ rất thu hút, phải nói rất bắt mắt và thu hút tím lít lên, chuyên nghiệp và thôi thúc người ta nhìn rất thích mắt. Và tiếp theo là văn hóa doanh nghiệp tại Tiên Phong Bank thì rất là năng động, nhìn qua đã thấy năng động rồi, hướng đến mục tiêu mạnh mẽ và quyết liệt. Họ rất mạnh mẽ quyết liệt, lời nói thì luôn đi đôi với việc làm và luôn không ngừng đổi mới để trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam. Thì ở Tiên Phong Bank hàng năm, như tôi được biết những năm qua, họ đặt mục tiêu tăng trưởng 100% một năm và đều đạt được một cách rất mạnh mẽ mà không phải đánh đổi nhiều rủi ro. Hiện nay thì khi đã đến một giai đoạn nào đó nó cũng chứng lại đôi chút, tuy nhiên nó vẫn là một trong ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất. Như tăng trưởng tín dụng hiện nay nó, năm 2020 nó với VIB này tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam với 30%. Thì trong tương lai, Tiên Phong Bank thì vươn đến là ngân hàng đứng vị trí thứ 5, thứ 6 trong các ngân hàng tư nhân lớn nhất. Tức là nó đã định vị là vươn tầm lên chỉ đứng sau MB, VP, ACB và Techcombank mà thôi. Thì đây cũng là một cái tham vọng rất lớn. Bởi vì phía trước đó còn có HD Bank và cũng rất nhiều các ngân hàng khác cản đường ở trên đó.
Sacombank chẳng hạn, đúng không ạ? Rồi tiếp theo cái lợi thế đó là cái cơ cấu cổ đông cũng là một cái điểm mạnh của Tiên Phong Bank. Thì vì sao tôi lại nói là như vậy? Thì đây là cơ cấu cổ đông của Tiên Phong Bank đấy ạ. Doji, FPT, Vinari, IFC, Pin Elite, SBI Holding. Thì từ khi Doji tham gia quản trị điều hành thì TP Bank thực sự là chuyển mình và phát triển bài bản, quy củ và năng động. Đặc biệt là họ quy tụ được đội ngũ nhân viên rất giỏi, rồi quy tụ được những cổ đông rất giỏi ở các lĩnh vực khác nhau để kết hợp với nhau. FPT vẫn là một cổ đông có lợi thế rất mạnh về công nghệ, có thể tư vấn công nghệ cho Tiên Phong Bank. Bởi vì FPT cũng là một doanh nghiệp đi đầu trong cái lĩnh vực ứng dụng chuyển đổi số và cho các cái doanh nghiệp khác ở trên thế giới cơ. Thứ hai là cổ đông thứ hai là SBI Holding, là ngân hàng hàng đầu Nhật Bản, đã hỗ trợ Tiên Phong rất nhiều trong việc phát triển và nâng tầm của Tiên Phong Bank lên, nâng tầm của Tiên Phong Bank lên trở lên chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn, cũng như cái hướng định hướng phát triển là sẽ là chuẩn chỉ hơn. Bên cạnh đó thì có các cái cổ đông rất lớn và uy tín, ví dụ như là IFC, tức là công ty tài chính quốc tế đấy, rất hỗ trợ rất tốt. Rồi là Pin Elite thì là một cổ đông tài chính, nhưng mà họ cũng có những cái kinh nghiệm của mình về tài chính rất tốt. Hay là Vinari cũng vừa là khách hàng này, vừa là cổ đông rất lâu năm của Tiên Phong Bank, cũng hỗ trợ tốt. Thì đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa những cổ đông có sức mạnh riêng lẻ thành một tập hợp đầy năng lực, đầy đủ năng lực, giúp cho Tiên Phong Bank đi rất nhanh và rất mạnh trong cái thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái kết quả kinh doanh trong quá khứ mấy năm qua, thì lợi nhuận của Tiên Phong Bank trung bình tăng trưởng khoảng 100% một năm, từ mức chỉ có vài trăm tỷ năm 400-500 tỷ năm 2015 thì đến nay lợi nhuận đã lên đến 3.500 tỷ, rất khủng khiếp và tăng trưởng rất mạnh mẽ đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 của Tiên Phong Bank. Thì chúng tôi cho rằng năm nay sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các năm tới phát triển. Vì sao lại vậy? Đó là tăng trưởng tín dụng năm nay Tiên Phong Bank đã ra sức tăng trưởng tín dụng lên đến 30% so với 2019. Tận dụng lúc thị trường khó khăn, các ngân hàng lớn không tăng trưởng tín dụng được đáng kể, các ngân hàng nhà nước ấy, thì Tiên Phong Bank đã xin tăng trưởng lên đến 30%. Thì đây chúng tôi cho là một bước ngoặt lớn để tăng cái quy mô của cái ngân hàng này lên. Đó, có thể họ tăng trưởng tín dụng này không hoàn toàn là tăng trưởng một cách thực chất đâu, nhưng mà ít nhất là họ có cái zoom rồi, để cho khi cần thiết thì họ có thể tăng trưởng các năm sau rất tốt, nếu các năm sau không được nới zoom rộng. Thì đây cũng là một cái cách để bành trướng lấy cái thị phần rất tốt. Đó, thì thu nhập lãi tuần đạt 7.289 tỷ, tăng tới 29,39%, tương đương với tín dụng, thì cho thấy là lãi đầu vào và đầu ra trừ đi nhau nó cũng ngang nhau. Lãi thần từ hoạt động dịch vụ thì tăng nhẹ 9% lên 1.267 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối thì tăng trưởng hơn 900%, đạt 408 tỷ đồng, thì nhờ vào cái tình hình thuận lợi sau cái năm 2019 rất khó khăn về kinh doanh ngoại hối của Tiên Phong Bank. Thì hoạt động trái phiếu thì có suy giảm thì do kinh tế khó khăn hơn. Hơn nữa Tiên Phong Bank đẩy mạnh hơn các cái tín dụng cá nhân trong cái thời điểm này. Thì thu khác thì giảm nhẹ, tăng nhẹ 6,8%. Chi phí hoạt động tăng 28%, thì gần tương ứng với tín dụng, do Tiên Phong Bank tận dụng cái khủng hoảng năm 2020 này để thu hút nhân sự và mở rộng quy mô như là tín dụng kia, để có thể đón đầu sự tăng trưởng khi kinh tế trở lại tốt hơn. Chi phí dự phòng rủi ro thì tăng mạnh tới 37%, do ngân hàng tích cực trích lập dự phòng nợ xấu lên đến 134,23% nợ xấu. Tức là nợ xấu là 100 đồng thì trích 134,23 đồng cho cái đống nợ xấu đó, thì cao thứ tư hệ thống ngân hàng Việt Nam, rất ấn tượng, tương đương với MBB. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông tăng trưởng 13,45%, đạt 3.510 tỷ đồng. EPS tương ứng tăng đạt là 3.402 đồng trên một cổ phiếu. Thì với cái kết quả kinh doanh này, Tiên Phong Bank chúng tôi cho rằng hứa hẹn sẽ tăng trưởng mạnh lợi nhuận 2021, khi khó khăn dự báo là sẽ ít đi, nếu không thì tăng trưởng 2022 cũng sẽ rất mạnh. Đó, về các cái chỉ số hiệu quả kinh doanh của Tiên Phong Bank cũng rất cao. Đầu tiên là tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Tiên Phong Bank thì ngang với MB thứ tư hoàn toàn hệ thống, 134,23%, chỉ thấp hơn so với Vietcombank 370,33%, Techcombank 170,97%, ACB 160,35% rồi, tương đương MBB. Và cái tỷ lệ nợ xấu của Tiên Phong Bank thì cũng không phải cao, ở mức 1,18%. Như vậy là một mức khá ok.
Tỷ lệ CASA của Tiên Phong Bank tuy không phải là ở nhóm đầu cao, nhưng mà ở nhóm thứ hai nó cũng có số má đấy, nó cũng khá cao. Và nó đang tăng trưởng, xu hướng rất quan trọng đang tăng trưởng, nhờ vào cái tận dụng cái công nghệ, thu hút được nhiều tiền không kỳ hạn. Hiệu quả sử dụng vốn của ROAE của Tiên Phong Bank thì rất cao, đứng thứ 3 toàn hệ thống với 23,54%, chỉ sau VIB và ACB thôi. Nếu mà VIB mà hạch toán lợi nhuận một cách thận trọng như Tiên Phong Bank thì chưa biết đâu là Tiên Phong Bank có thể không thấp hơn VIB đâu. Bởi vì sao? Chúng ta thấy cái tỷ lệ trích lập dự phòng nợ xấu của VIB 118%, của Tiên Phong những 134%. Đúng không? Đó, thì chưa chắc đâu, Thì đây chính là cái mức ROAE rất cao. Nếu là ROE thì của Tiên Phong Bank phải lên đến 27%. Là một mức rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng ngưỡng mộ trong cái hoàn cảnh kinh doanh rất khó khăn và cái gửi ngân hàng đâu đó chỉ được 6% một năm. Tiếp theo về dự báo kinh doanh 2021 và định giá Tiên Phong Bank thì tăng trưởng kinh tế đạt 7%, lạm phát 3,7%, tín dụng ngành tăng trưởng 14%. Chúng tôi giả định như vậy thì tăng trưởng tín dụng của Tiên Phong Bank chúng tôi kỳ vọng sẽ xin được cái zoom tăng trưởng lên đến 20%. Thì CASA thì lên 20%, tăng lên 20%, lãi suất tiếp tục giảm, giá vốn huy động giảm 0,2%. Trong khi cho vay ra thì chúng tôi kỳ vọng thậm chí không giảm được, hoặc giảm 0,1%, giúp lim tăng 0,1-0,2%. Hoạt động IB trái phiếu thì đi ngang so với 2020 từ cái công ty ORS, tức là công ty chứng khoán Tiên Phong Bank đấy. Các dịch vụ khác thì tăng 15%. Tỷ lệ chi phí hoạt động CR thì đi ngang. Nợ xấu thì chúng tôi kỳ vọng Tiên Phong Bank vẫn giữ như năm 2020 dưới 1,2%. Thì chi phí dự phòng chúng tôi cũng kỳ vọng họ sẽ giảm 300-500 tỷ. Từ đó lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 25%, đạt 4.388 tỷ đồng. Với sự năng động và tăng trưởng nhanh và hiệu quả cao của Tiên Phong Bank thì xứng đáng với PB khoảng 1,9 lần, tương ứng với giá 37.600 đồng vào đầu năm 2022 khi có kết quả cả năm 2021. Thì đây chúng tôi cũng khuyến nghị mua Tiên Phong Bank với yêu cầu thích các ngân hàng nhỏ có khả năng tăng trưởng mạnh, nhanh, năng động thì quý vị có thể mua Tiên Phong Bank. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe top 5 ngân hàng hàng đầu đầu tư trong dài hạn và có thể mang lại lợi nhuận cho quý vị bằng lần trong khoảng 3 năm tới, 3 đến 4 năm tới. Xin chúc quý vị và các bạn thành công. Nếu quý vị và các bạn có những thắc mắc cần trao đổi gì thì hãy liên hệ với fanpage AZFIN Việt Nam để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị và các bạn tốt nhất trong cái giới hạn có thể của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo.